Nhiều cựu chiến binh sau khi rời tay súng đã tích cực tham gia xây dựng đất nước, vận dụng tinh thần dũng cảm, mưu trí vào mặt trận mới. Rất nhiều cựu chiến binh đã trở thành những người đi đầu trong lao động sản xuất, quyết tâm vượt khó vươn lên làm kinh tế giỏi. Phong trào xóa đói giảm nghèo trong cựu chiến binh phát triển nhanh, hiệu quả. Các cấp hội và các doanh nghiệp cựu chiến binh, cựu quân nhân đã giúp hội viên nâng cao đời sống, tạo việc làm cho lao động nghèo, các cựu quân nhân và con em cựu chiến binh. Trung ương Hội Cựu Chiến binh Việt Nam đã phối hợp với Hội Cựu Chiến binh thành phố tổ chức tập huấn về đổi mới, phát triển nâng cao năng lực hoạt động hợp tác xã, nhằm tăng cường bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản trị hợp tác xã do cựu chiến binh làm chủ. Chương trình phát huy tiềm năng, tận dụng ưu đãi của nhà nước, động viên giúp đỡ cựu chiến binh làm kinh tế, góp phần xây dựng thành phố gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới, thì Hội Cựu chiến binh chúng tôi cũng rất là chú trọng chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các cái đơn vị, các cái cấp hội triển khai tổ chức thực hiện. Cựu chiến binh Nguyễn Tiến Thinh, tác phong vẫn như một người lính thường trực, rất năng nổ trong công việc quản lý hợp tác xã Tân Tiến, quận Tân Bình. Không chỉ nâng cao đời sống cho chính mình, mà còn góp phần giúp đồng đội và nhiều gia đình cựu chiến binh trên địa bàn có công việc, có thu nhập. Nhiều cựu chiến binh ở xa, ở gần đã đến thăm ông và học tập kinh nghiệm làm ăn của ông để xây dựng phát triển các cơ sở, các hợp tác xã do cựu chiến binh quản lý. Rồi, cảm ơn bác. Truyền thống của bộ đội Cụ Hồ với ý chí của người lính, thì ban giám đốc, hội đồng quản trị cũng như toàn thể gia viên đã quyết tâm đoàn kết để xây dựng hợp tác xã, và chính điều đó đã vượt qua được mọi khó khăn. Hợp tác xã còn ủng hộ các hoạt động xã hội của địa phương mỗi năm bình quân từ 60 đến 65 triệu đồng, đồng thời là hỗ trợ các ban ngành đoàn thể để giữ gìn an ninh trật tự, nhất là giúp ủng hộ công an để mà làm các chốt dân phòng, mà mua các dụng cụ để tuần tra canh gác cho lực lượng bảo vệ khu phố. Vũ Ngọc Tuyên cũng là một cựu chiến binh rất năng động, dám nghĩ dám làm. Khi trở về đời thường, ông Tuyên đã cùng vợ mạnh dạn bắt tay xây dựng cơ sở sản xuất. Ông gom góp vốn liếng của gia đình rồi vay thêm ngân hàng xây dựng xưởng gỗ và xưởng mộc, từ nhỏ phát triển thành lớn. Như người lính ở trận tuyến, ông luôn có mặt bên cạnh công nhân, cùng anh em lao động, hướng dẫn cho công nhân từ việc làm nhỏ, đưa anh em trở thành người thợ lành nghề, có ý thức đồng cam cộng khổ và làm chủ cơ sở sản xuất. Trong giai đoạn từ Đại hội 4, nhiệm kỳ 2007-2012 đến Đại hội 5, nhiệm kỳ 2012-2017, Hội Cựu Chiến binh thành phố đã có bước phát triển mới về tổ chức, điều kiện làm việc và chất lượng hoạt động. Hội Cựu Chiến binh thành phố đã hoàn thành nhiều công trình mới, được lãnh đạo thành phố quan tâm hỗ trợ. Trụ sở mới của Hội Cựu Chiến binh thành phố Hồ Chí Minh tại số 286 đường Lạc Long Quân, phường 10, quận 11 được xây dựng khánh thành. Trụ sở mới đi vào hoạt động từ ngày 30 tháng 4 năm 2013 đã giúp Hội Cựu Chiến binh thành phố triển khai các hoạt động phối hợp công tác và triển khai các hoạt động tuyên truyền giáo dục truyền thống cũng như đối ngoại nhân dân sinh động hiệu quả hơn. Hội cũng đã ký kết quy chế phối hợp công tác giữa Ủy ban nhân dân thành phố và Hội Cựu chiến binh thành phố, tạo điều kiện cho các cấp hội triển khai hoạt động và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Trong thực hiện chương trình ký kết hợp tác với Công ty Môi trường Đô thị thành phố, Hội đã thành lập Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cựu chiến binh để làm kinh tế và thực hiện một số dự án phát triển kinh tế khác. Lãnh đạo Hội Cựu chiến binh thành phố đã đến thăm và kiểm tra các hạng mục xử lý nước rỉ rác tại bãi chôn lấp số 3 thuộc khu liên hợp xử lý chất thải rắn tại Phước Hiệp, Củ Chi. Đây là dự án được ký với Công ty Môi trường Đô thị thành phố và đã đưa vào vận hành vào trung tuần tháng 9 năm 2014. Qua kiểm tra, đoàn đã thống nhất đánh giá các hạng mục thi công đảm bảo kỹ thuật, tiến độ thi công,
và đặc biệt là đảm bảo tưới nước rửa tuyến đường tỉnh lộ 8 được chính quyền và nhân dân địa phương ghi nhận là đảm bảo vệ sinh môi trường. Tôi đang ký kết với lại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cựu chiến binh Hồ Chí Minh trong một cái chương trình là kết nghĩa của Hội Cựu chiến binh Thành phố Hồ Chí Minh với lại công ty môi trường đô thị Hồ Chí Minh. Hiện nay về việc phối hợp chương trình kết nghĩa thì chúng tôi có nhiều công việc làm với nhau, trong đó có giáo dục truyền thống về hình ảnh anh bộ đội Cụ Hồ đối với lại cán bộ nhân viên và đối với lại thế hệ trẻ của công ty. Ngoài ra chúng tôi có hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực về kinh tế. Như nay chúng ta đang thấy rằng là chúng ta đang đứng ở đây đó là bãi chung lấp rác số 3 thuộc khu liên hiệp xử lý chất thải rắn Tây Bắc, xã Phước Hiệp, Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh. Hiện nay Hội Cựu chiến binh, công ty Cựu chiến binh thành phố đang tổ chức trong cái việc là xử lý nước rác, trong tổ chức rằng là vận chuyển rác tại đây. Thì chúng tôi thấy rằng là với cái lực lượng mà của hội viên Hội Cựu chiến binh và công nhân của công ty môi trường đô thị đã cùng với nhau hợp tác để mà đẩy nhanh quá trình thực hiện cái bãi chung lấp rác để đảm bảo cho Thành phố Hồ Chí Minh chúng ta có một bãi chung lấp rác đảm bảo hợp vệ sinh. Trong các cuộc chiến tranh chống xâm lược, bảo vệ biên giới và làm nhiệm vụ quốc tế vô cùng ác liệt, biết bao đồng đội đã ngã xuống trên khắp các chiến trường. Cho đến nay vẫn còn hàng chục vạn liệt sĩ chưa tìm được hài cốt. Tuổi già, chân chậm, nhưng mấy chục năm qua các cựu chiến binh vẫn lặn lội trở lại chiến trường xưa tìm dấu tích mộ liệt sĩ. Đường đi xa xôi hiểm trở, địa hình cũng đã thay đổi rất nhiều, nhưng với tình đồng đội cao cả trong chiến tranh, các cựu chiến binh đã không quản nắng mưa gian khổ, cơm nắm nước chai, lục tìm trí nhớ đi tìm đồng đội. Chị Năm Hồng cũng như hàng ngàn cựu chiến binh của ban liên lạc truyền thống các đơn vị, như các ban liên lạc truyền thống sư đoàn 9, sư đoàn 5, sư đoàn 7, các đoàn hậu cần và ban liên lạc truyền thống quân y miền Đông đã tìm được hàng ngàn hài cốt đưa về nghĩa trang liệt sĩ quốc gia, nghĩa trang liệt sĩ các địa phương và về với gia đình. Về nguồn luôn là một hoạt động sôi nổi của các cấp hội nhằm nâng cao nhận thức tiếp lửa truyền thống cho cả cựu chiến binh và giới trẻ. Hội Cựu chiến binh Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chuyến về nguồn thăm căn cứ Trung ương Cục tại Tân Lập, Tân Biên, Tây Ninh. Đoàn đã đến dân hương, dân hoa tại nghĩa trang liệt sĩ quốc gia trên đồi 82. Được chứng kiến nơi ở và làm việc của những người đứng đầu Đảng Nhân dân Cách mạng miền Nam Việt Nam suốt trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cho đến ngày toàn thắng 30 tháng 4 1975, các thành viên trong đoàn ai nấy đều rất tự hào về sự hy sinh anh dũng của các anh hùng liệt sĩ, các đơn vị bảo vệ căn cứ. Đặc biệt cán bộ các cấp của Trung ương Cục đã chịu đựng mọi gian khổ ác liệt, kiên trì lãnh đạo cách mạng Việt Nam cùng với Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đưa công cuộc kháng chiến chống Mỹ đến thắng lợi hoàn toàn. Chúng tôi về thăm lại căn cứ Trung ương Cục miền Nam. Đây là cái thủ đô của cuộc kháng chiến chống Mỹ trước đây. Trong đoàn của chúng tôi thì có nhiều anh em đã từng phục vụ các đồng chí lãnh đạo của Trung ương Cục hồi đó. Có đồng chí là bảo vệ, có đồng chí là an ninh vũ trang, có đồng chí là làm nhiệm vụ là cơ yếu, vân vân. Rồi có những đồng chí từng làm công tác in ấn sách báo ở cơ quan Trung ương Cục miền Nam. Vì tất cả chúng tôi về đây thì thấy rằng là tình cảm của mình nó xúc động, dâng lên cái ký ức, cái kỷ niệm ngày xưa mà chúng tôi đã từng sống và làm việc. Hội Cựu chiến binh chúng tôi có một cái nhiệm vụ là giáo dục cho thế hệ trẻ sau này để các cháu biết cội nguồn của lịch sử, biết được cái giá trị của cái độc lập tự do hiện nay chúng ta có là phải đổi lấy bằng cái gì, bằng cái cuộc sống hy sinh của những lớp người đi trước. Việc đó rất cần trong cái nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo luôn là nhiệm vụ thiêng liêng. Đoàn đại biểu Hội Cựu chiến binh Thành phố Hồ Chí Minh đã đến thăm và tặng quà cho Chi cục Kiểm ngư vùng 2, chi đội số 3, lực lượng cảnh sát biển vùng 3 và một số đơn vị thuộc vùng 3 Hải quân tại Đà Nẵng. Đồng thời có nhiệm vụ tham gia bảo vệ chủ quyền
Đoàn Hội Cựu Chiến binh Thành phố Hồ Chí Minh đã có buổi trò chuyện thân tình với lực lượng kiểm ngư và lực lượng cảnh sát biển tại cảng số 2, bày tỏ tình cảm, sự chung sức chung lòng của cựu chiến binh thành phố với các lực lượng đang làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Tốc độ đó phát lại cho mình. Những người lính đã một thời trải qua khói lửa chiến tranh, mong muốn thế hệ đi sau phát huy hơn nữa truyền thống bộ đội Cụ Hồ, ra sức khắc phục khó khăn, tích cực giúp đỡ bà con ngư dân, giảm bớt khó khăn, hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ chính trị quan trọng mà Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân đã tin tưởng giao phó là bảo vệ vững chắc an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và chủ quyền lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc. Chúng tôi rất vinh dự được đón đoàn công tác của Hội Cựu Chiến binh Thành phố Hồ Chí Minh đã đến thăm động viên anh em cùng với những món quà hết sức là ý nghĩa. Chúng tôi tin tưởng rằng là với cái tình cảm lớn lao mà đồng bào và nhân dân cả nước đã dành tặng cho chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua như tiếp thêm sức mạnh để cho chúng tôi cảm thấy tự tin, yên tâm hơn khi tham gia đấu tranh, vì chúng tôi thấy rằng ở bên cạnh mình luôn luôn có hàng chục triệu người dân Việt Nam đang đồng hành chung sức cùng chúng tôi trong sự nghiệp đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Tôi nghĩ đây là một cái tình cảm rất là nồng ấm mà Hội Cựu Chiến binh Thành phố Hồ Chí Minh dành cho lực lượng vũ trang nói chung, trong đấy có vùng ba hải quân. Thì chúng tôi thấy rằng là cái nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo đối với hải quân nói chung và đối vùng ba nói riêng, thì đây là cái nhiệm vụ hết sức thiêng liêng, hết sức là quan trọng, và đây cũng là nhiệm vụ trọng tâm của vùng, của quân chủng hải quân. Đoàn cũng đến thăm các ngư dân tại quận Sơn Trà và quận Thanh Khê, Đà Nẵng. Đây cũng là hai quận có số lượng tàu thuyền lớn nhất tại Đà Nẵng. Tại đây, đoàn đã trao quà và thăm hỏi động viên bà con ngư dân yên tâm bám giữ ngư trường truyền thống của Việt Nam. Các cựu chiến binh của Thành phố Hồ Chí Minh đến thăm và tặng quà trong những ngày ra khơi bám biển của tàu chúng tôi. Tôi là chủ phương tiện tàu DNA90179, đại diện cho 5 tàu vừa qua đã đi được 2 vòng biển nơi mà Trung Quốc đặt giàn khoan. 981 chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ và trở về địa phương. Chúng tôi cũng quyết tâm đến những ngày tháng tới và ra khơi bám biển và cũng giữ vững đại cái vùng biển của Việt Nam. Chúng tôi đã đến tận nơi, đã được chứng kiến những con tàu, những con người, những người dân từ trên thực địa trở về đều mang tinh thần yêu nước, đều có ý chí kiên cường, dũng cảm, kiên cường tuyên truyền xua đuổi những hành động vi phạm nghiêm trọng của Trung Quốc để mà bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc trong thời gian vừa qua. Tôi thấy rằng một cái bản lĩnh chính trị vững vàng của người lính, của người dân đều khẳng định được tinh thần yêu nước, đó là Tổ quốc thiêng liêng, Tổ quốc của chúng ta trên biển không thể để là mất một tấc đất nào cả. Chính tinh thần đó đã được hun đúc trong từng người lính, trong mỗi một nhiệm vụ đều được khẳng định ý chí kiên cường và khẳng định được khi mà sóng gió thời tiết khó khăn như vậy, sóng gió như vậy, tương quan lực lượng như vậy, nhưng mà người lính bản lĩnh lúc nào cũng vàng, luôn luôn là sẵn sàng chiến đấu, luôn luôn sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc. Công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ hàng năm luôn được lãnh đạo thành phố, các địa phương và thủ trưởng các đơn vị quân đội quan tâm. Những năm gần đây, mỗi lần giao quân trên địa bàn thành phố đã thực sự là ngày hội tổng quân. Các thanh niên lên đường nhập ngũ luôn có quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Họ lên đường trong niềm tin yêu tiễn đưa và đón nhận của lãnh đạo thành phố, các tầng lớp nhân dân và của các đơn vị quân đội. Cựu chiến binh Thành phố Hồ Chí Minh những năm qua luôn bám sát cơ sở, góp phần cùng địa phương hoàn thành tốt công tác tuyển quân, thăm hỏi, động viên các chiến sĩ trong thời gian tại ngũ. Các cựu chiến binh cũng luôn tích cực cùng địa phương thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, đón tiếp các thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ trở về. Cựu chiến binh còn góp sức tìm việc làm cho cựu quân nhân, động viên gia nhập các câu lạc bộ cựu quân nhân nhằm hỗ trợ anh em trong cuộc sống đời thường.
việc tổ chức liên hoan tiếng Bắc đồng. Văn nghệ cựu chiến binh gắn liền với sống vui sống khỏe luôn là mảng sinh hoạt sống động có sức lôi cuốn lớn đối với các hội viên và các tầng lớp nhân dân. Các bài ca đi cùng năm tháng của thời qua lửa đã cùng các cựu chiến binh tỏa sáng trong hai kỳ liên quan tiếng hát cựu chiến binh thành phố và liên quan tiếng hát cựu chiến binh miền Đông. Chương trình văn nghệ trên các sân khấu chuyên và không chuyên từ cấp phường xã, quân quyền đến thành phố và trong các dịp kỷ niệm, các dịp liên quan đã có sức lan tỏa, truyền lửa truyền thống và nhận thức thẩm mỹ đến các đối tượng khán thính giả, trong đó có giới trẻ, về truyền thống yêu nước, quật cường của dân tộc anh hùng, quân đội anh hùng. Vọng trên dương trường sơn mai đưa ở hai đầu xa thẳm xây được Trường Sơn con đường ngàn hoa chiến công bao khó khăn đâu sơn đem sức trai xây. Là một quân đội cách mạng của một dân tộc luôn yêu chuộng hòa bình, cán bộ chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam luôn kiên quyết trước quân thù nhưng cũng rất văn minh và giàu lòng nhân ái. Các cựu chiến binh đã cùng nhân dân ta gác lại quá khứ, sẵn sàng gặp gỡ đón tiếp trao đổi với những cựu chiến binh Mỹ và các nước đã từng giúp quân đội Mỹ tham chiến ở Việt Nam để giúp nhau hiểu rõ về quá khứ, về nhau và cùng hướng tới tương lai. Hội cựu chiến binh thành phố cũng đã tiếp nhiều khách du lịch từ nước ngoài, Việt kiều trở về tổ quốc, giúp họ hiểu về cuộc chiến đấu anh hùng của quân và dân ta, giải đáp cho họ những điều chưa hiểu về công cuộc bảo vệ tổ quốc của nhân dân ta hôm qua và hôm nay. Còn một đoàn gồm 100 nhà báo quốc tế đến để tìm hiểu về cái cuộc chiến đấu của ta, đặc biệt là nguyên nhân của cái cuộc kháng chiến thắng lợi của ta trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Thì ta mời tất cả những anh em cựu chiến binh đã từng tham gia chiến dịch, thì họ phỏng vấn rất nhiều và ta đã có những nhân chứng trả lời xác đáng, trong đó làm nổi bật được cái nguyên nhân thắng lợi của ta là cuộc chiến tranh của chúng ta là chính nghĩa. Trong những năm qua, tổ chức Trả Lại Tuổi Thơ của Hoa Kỳ đã đồng hành cùng quỹ hỗ trợ cựu chiến binh nghèo thành phố Hồ Chí Minh, tài trợ cho quỹ gần 30.000 xe lăn. Số xe lăn trên đã đến với các thương binh, người khuyết tật, góp phần chia sẻ trong việc đi lại sinh hoạt hàng ngày. Sự cộng tác giữa Hội Cựu Chiến binh thành phố Hồ Chí Minh và tổ chức Trả Lại Tuổi Thơ thực sự rất là tuyệt vời. Đối với tôi, việc tặng các xe lăn cho các thương binh thì đó chỉ là một phần rất nhỏ để tôi được nói lời xin lỗi đến họ. Nhân dịp kỷ niệm 25 năm thành lập Hội Cựu Chiến binh Việt Nam và nhân dịp tổng kết 6 tháng đầu năm 2014, các thành viên ban chấp hành hội đã đánh giá trung thực những việc đã làm và chưa làm được trong nhiệm kỳ năm. Phong trào thi đua cựu chiến binh gương mẫu luôn được gắn kết với phong trào thi đua yêu nước tại địa phương, đồng thời gắn với nội dung thi đua thực hiện 4 chương trình đột phá của Hội Cựu Chiến binh thành phố, đó là chương trình xây dựng và củng cố niềm tin của cựu chiến binh và nhân dân đối với vai trò lãnh đạo của đảng, chương trình phát huy tiềm năng của cựu chiến binh, tận dụng chính sách ưu đãi của nhà nước để xây dựng và phát triển kinh tế, nâng cao đời sống của cựu chiến binh và đóng góp vào sự phát triển của thành phố, chương trình vì thế hệ mai sau và chương trình xây dựng hội trong sạch vững mạnh. Trong công tác phối hợp hoạt động cũng như trong phong trào thi đua cựu chiến binh gương mẫu đã xuất hiện nhiều mô hình hay hiệu quả, các cấp hội, các cụm thi đua cần tổng kết nhân rộng. Các thành viên trong ban chấp hành cũng thẳng thắn nêu bật những công việc cần làm trong thời gian tới để Hội Cựu Chiến binh xứng đáng là chỗ dựa vững chắc của đảng và nhân dân. Để giải quyết cái vấn đề biển Đông. Trong cái nhiệm kỳ vừa rồi thì đại hội đề ra chính là xây dựng cái củng cố niềm tin trong cái xây dựng và bảo vệ đảng, bảo vệ chế độ. Bởi cái củng cố niềm tin đây chính là trong quá trình chúng ta sẽ làm tốt cái công tác xây dựng đảng, mà đặc biệt là thực hiện cái nghị quyết Trung ương 4 khóa 11. Tiếp tục thực hiện cái chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về cái
thực hiện và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Với những kết quả đã đạt được trong 25 năm qua, Hội Cựu chiến binh thành phố Hồ Chí Minh luôn được cấp ủy chính quyền các cấp và các ban ngành đoàn thể các cấp của thành phố đánh giá cao, là chỗ dựa tin cậy của các cấp ủy, chính quyền và nhân dân. Để ghi nhận những đóng góp có ý nghĩa của Cựu chiến binh thành phố Hồ Chí Minh trong suốt 25 năm qua, Đảng, Nhà nước đã trao tặng nhiều phần thưởng và danh hiệu cao quý cho Hội Cựu chiến binh thành phố, gồm 3 huân chương lao động hạng nhất, nhì, ba. Nhiều năm liền được Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban Nhân dân thành phố tặng cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước. Nhiều năm liền được Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam tặng cờ đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua cựu chiến binh gương mẫu. Cán bộ, hội viên Cựu chiến binh thành phố Hồ Chí Minh luôn tự hào dù bất cứ ở đâu, dù ở tuổi tác nào, vẫn đứng vững trên mặt trận mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc với trái tim đỏ thắm, vang mãi bản hùng ca.